Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam Food Expo là sự kiện lớn và toàn diện nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam nhằm tôn vinh giá trị thương hiệu thực phẩm Việt, là địa chỉ tin cậy cho hoạt động tìm hiểu, giao thương của các nhà nhập khẩu quốc tế uy tín, các nhà phân phối hàng đầu Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống và công nghệ chế biến do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thường niên từ năm 2015. Việt Nam Food Expo 2022 tiếp tục là cuộc trình diễn lớn của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam, nơi tôn vinh giá trị thương hiệu quốc gia của thực phẩm Việt Nam với sự tham gia của những nhà sản xuất, xuất khẩu hàng đầu, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới về thực phẩm và đồ uống, góp phần đưa thực phẩm Việt Nam tới những thị trường khó tính nhất trên thế giới. Với thương hiệu và uy tín đã được khẳng định, Việt Nam Food Expo 2022 thu hút sự tham gia của trên 20 tỉnh thành trong cả nước và gần 400 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trong lĩnh vực thực phẩm chế biến, nông sản và thủy sản, có trên 5.000 lượt giao dịch, giao thương được kết nối thông qua nền tảng trực tuyến của triển lãm. Triển lãm cũng đồng thời mang đến những giải pháp tổng thể cho ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam trong việc cập nhật các xu hướng tiêu thụ mới, những giải pháp mới về phát triển sản phẩm, những bài học kinh nghiệm thành công về mở rộng thị trường, những mối liên kết chiến lược giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong các chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm thông qua hàng loạt các chương trình hội nghị, hội thảo giao thương trực tuyến theo chủ đề xuyên suốt thời gian diễn ra triển lãm. Hội chợ này là cơ hội tốt để cho các doanh nghiệp trong nước có thể là quảng bá một cách hiệu quả nhất đối với thương hiệu của mình cũng như ra thị trường quốc tế và các nhà, tức là các cái khách mời tham dự. Thứ hai nữa, đây cũng là cái cơ hội để mà các doanh nghiệp có thể giao thương, tìm kiếm cái đối tác của mình. Bởi vì là bên song song với cả việc là tổ chức hội chợ thì ban tổ chức cũng đã bố trí hàng loạt những cái cuộc giao thương, giao dịch thương mại B2B đối với cả các khách quốc tế. Rất nhiều những cái đoàn khách của 20 quốc gia trên thế giới, từ châu Phi cho đến là châu Á cho đến châu Âu và Mỹ. Cho nên là đây là cái cơ hội rất là tốt để mà các doanh nghiệp quảng bá cũng như là tìm kiếm cơ hội ký hợp đồng cho sản phẩm của mình. Công ty đã tham gia hội chợ rất là nhiều lần rồi, hầu như là mỗi năm đều có tham gia hết. Dạ. Thì hiệu quả đem lại thì bên em đánh giá là cũng rất là cao. Tại vì mà khi mình tham gia ở đây thì mình sẽ gặp được rất là nhiều những cái doanh nghiệp, người ta có nhu cầu người ta xuất khẩu hoặc là những cái công ty thương mại. Thì khi đó thì là các công ty mình sẽ có cơ hội mình kết nối với nhau. Thì rất nhiều khách hàng bên công ty Long Nguyên đã ký kết được là do hội chợ tại đây. Cho nên là bên em đánh giá là hiệu quả cũng rất là cao. Bản thân tôi là được tham gia lần đầu tiên, nhưng mà đã được biết đến cái Food Expo này những nhiều năm trước đây rồi, và đã được từng được tham gia là chỉ là khách mời thôi. Nhưng hôm nay rất hân hạnh là được làm đơn vị đồng hành cùng chương trình ạ. Tôi là có các đặc phẩm đặc biệt từ trái chuối, là được người đồng bào chúng tôi ở trồng trên núi, là tôi muốn nâng cao giá trị trái chuối Việt Nam qua các sản phẩm của bên tôi ạ. Dạ, đặc biệt là sản phẩm mật chuối ạ. Với hội chợ Expo này thì bên hợp tác xã Thảo Dược Việt Nam đã lên hôm nay là lần thứ hai. Và hội chợ thì sẽ hỗ trợ được cho bên hợp tác xã là tiếp cận được với khách hàng của mình một cách trực tiếp nhất, và bên cạnh đó sẽ giúp cho hợp tác xã tìm được những đối tác về xuất khẩu và kể cả là những đối tác về đại lý và phân phối ở trong nước rất là nhiều. Bên hợp tác xã Thảo Dược Việt Nam thì mang đến cho hội chợ là những sản phẩm về thảo dược lên men, những dòng thảo dược rất là thân thiện với người dân Việt Nam, ví dụ như là gừng, cam, chanh, tắc, tỏi hay là nghệ. Thì những cái dòng thảo dược đó đã được lên men theo phương pháp nội sinh, là một cái phương pháp lên men độc quyền của hợp tác xã Thảo Dược hiện nay trên thị trường Việt Nam. Nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp thực phẩm quốc gia, tăng cường nhận thức về giá trị thực phẩm Việt Nam, Bộ Công Thương đã đang phối hợp chặt chẽ cùng các bộ ngành, địa phương, các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh nhiều hoạt động, thực hiện các giải pháp cụ thể để phát triển sản phẩm, tổ chức sản xuất, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Đến với triển lãm lần này có những tỉnh lần đầu tham dự trực tiếp nên cũng mang nhiều kỳ vọng. Là địa phương lần đầu tiên tham gia triển lãm Việt Nam Food Expo 2022, gian hàng của thành phố Hải Phòng giới thiệu đến khách tham quan hơn 100 mặt hàng của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đây là các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương này. Chúng tôi đây là lần đầu tiên tham gia trực tiếp. Tuy nhiên những lần khác thì chúng tôi thông qua bằng hình ảnh, chúng tôi vào tham gia. Tuy nhiên đây là một cái hội chợ rất đặc biệt bởi vì sau một cái đợt chống dịch. Và hôm nay thì các doanh nghiệp của các địa phương có cái cơ hội để đến với nhau, và chúng tôi được mang đến đây là cũng trên 10 doanh nghiệp, và mang đến những cái sản phẩm tiêu biểu nhất của Hải Phòng. Nó vừa thể hiện được cái nét văn hóa,
cũng như là những cái sản phẩm tiêu biểu trong các cái đợt bình chọn, cũng như là tiêu biểu trong quá trình mà sản xuất để hoạt động các hoạt động xuất nhập khẩu cũng như là tiêu dùng trong nước. Chúng tôi đến đây không phải chỉ mỗi sản phẩm, mà chúng tôi đến đây mang cả nét văn hóa của Hải Phòng, cái sự đầu tư và sự phát triển của Hải Phòng để kêu gọi các nhà đầu tư đến với Hải Phòng để đầu tư, cũng như là đến với Hải Phòng để hợp tác trong công việc. Trong khuôn khổ triển lãm Việt Nam Food Expo 2022, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị kết nối giao thương quốc tế cho các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài. Tại hội nghị này, các doanh nghiệp Việt Nam thuộc ngành thực phẩm, công nghiệp chế biến thực phẩm, máy móc thiết bị công nghiệp đã trực tiếp kết nối với doanh nghiệp đến từ Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Bulgaria, Angola, Argentina. Bên cạnh đó, thông qua hội nghị, các doanh nghiệp của Việt Nam đã có cơ hội tìm ra các giải pháp nhằm thay đổi chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng theo từng thị trường, từ đó có các giải pháp phù hợp để thay đổi về sản phẩm. Thật ra mà các buổi giao thương như thế này á, thì thật sự mà nói là tạo cho các doanh nghiệp cái cơ hội tìm đối tác xuất khẩu khá là cao. Và em đánh giá cái buổi giao thương này rất là kỳ vọng vào những cái buổi giao thương như thế này. Tôi tham gia các hoạt động của bên Viettrade và Bộ Công Thương khá nhiều lần trong khoảng 2 năm gần đây. Thì đây là hoạt động tôi đánh giá là hiệu quả nhất, tại vì chúng tôi gặp được rất nhiều doanh nghiệp lớn đến từ Mỹ và Nhật. Họ đi theo đại sứ quán về nên là các doanh nghiệp được chọn lọc rất chất lượng. Đây là lần thứ hai tôi tham dự và lần đầu thì do bên chúng tôi cũng còn thiếu kinh nghiệm nên là làm chưa có tới. Ví dụ như mình cũng thiếu sản phẩm mẫu này, hoặc là sản phẩm mẫu cũng mang không đa dạng, không đáp ứng được đầy đủ cái tầng của khách hàng. Thì lần này rút kinh nghiệm hơn là đã triển khai sản phẩm rất là đầy đủ, cũng như là đằng sau á, mỗi lần mình thêm hàng vào trong cái danh mục sản phẩm của mình á, thì mình còn phải chuẩn bị công suất để ví dụ khi khách hàng muốn đặt một đơn hàng lớn, ví dụ là muốn một công, thì mình sẽ chuẩn bị như thế nào trong vòng 10 đến 15 ngày. Thì những cái sản phẩm nào nó đáp ứng được cái tiêu chí đó thì bên công ty chúng tôi mới đưa vào cái danh mục sản phẩm để chào bán cho khách hàng. Trong những năm qua, ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam đã có những bước chuyển mình tích cực, đổi mới toàn diện quy trình sản xuất, kinh doanh, đáp ứng ngày càng hiệu quả cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, góp phần quan trọng vào ổn định an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế đất nước. Việt Nam Food Expo không chỉ tôn vinh giá trị thương hiệu quốc gia của thực phẩm Việt Nam với sự tham gia của các nhà sản xuất, xuất khẩu hàng đầu, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới về thực phẩm và đồ uống, mà còn góp phần đưa thực phẩm Việt Nam tới những thị trường khó tính nhất trên thế giới.